Các bạn có nộp hồ sơ chỗ của tôi không? Các bạn học ở chỗ trung tâm các bạn thì người ta đã giải thích cho các bạn rồi, đúng không? Các bạn rất là khó nhớ, đúng chưa? Các bạn nộp hồ sơ ở trung tâm các bạn thì các bạn đã được nghe giải thích một lần 600 câu hết rồi. Nhưng mà ở đây các bạn rất là khó nhớ. Thầy đang dạy cho các bạn là dạy mẹo để người ta thi. Bạn phải hiểu khi nào áp dụng mẹo để thi, khi nào ra đường chạy thì nó khác nữa. Rồi, ok. Rồi, câu 11. Khi anh em đã báo hiệu xe phía trước lái xe mô tô xin vượt thì mình làm gì? Mình ga bằng tay cho xe vượt qua, đúng không? Sai. Rồi ở đây tăng ga mạnh để gây sự chú ý cho xe vượt qua, đúng không? Sai luôn. Mình phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi, đúng chưa? Mình làm gì? Rồi, câu 12. Rồi anh em còn nhớ cái mẹo này chỉ các bạn không? Nó xuất hiện chữ người kinh nè, nhớ chưa? Xuất hiện chữ người kinh thì anh em chỉ cần biết đáp án nào hàng nhiều chữ nhiều là mày chọn. Mình chọn, sorry các bạn nha, hàng nhiều chữ nhiều là mình chọn. Nếu mà hai đáp án điểm hàng nó bằng nhau thì mình chọn đáp án 1, ưu tiên chọn đáp án 1 nha anh em. Thì câu này mình chọn đáp án 2 là đáp án chính xác nhất. Rồi, cái câu này mà anh em làm sai nha thì thầy dục anh em xuống sông luôn, nhớ nha. Rồi, ở đây nhìn thấy này là mặt trời, cái này là chống mưa, đúng không? Câu hỏi nó hỏi gì mặt trời thì mình chọn đáp án 1. Đó, anh em chọn đáp án 1. Rồi, trong các hành vi dưới đây người lái xe có văn hóa giao thông thì mình làm gì? Có văn hóa giao thông mình làm gì anh em? Đi đúng làn đường bên phải của mình, đúng chiều, đúng quy định, đúng làn đường, cái gì cũng đúng hết thì mình chọn luôn, đúng không? Đáp án 1 cái gì cũng đúng hết trơn á. Đúng không? Văn hóa giao thông thì cái gì cũng đúng, thì đáp án 1 nó ghi đúng, đi đúng tùm lum hết trơn là mình chọn luôn. Anh em chia sẻ like giúp thầy đi anh em. Rồi, khi tránh nhau trên đường hẹp người lái xe phải chú ý gì? Cái thứ nhất là không nên đi cố vào đường hẹp là đúng không? Đúng nè. Khi tránh nhau không nên đổi số, tránh nhau ban đêm phải tắt đèn pha, bật đèn cốt, đúng không? Đúng. Chứ mình tránh nhau ban đêm mình bật đèn pha ai thấy đường tránh mình nữa, đúng không? Mình chọn đáp án cãi 1 vậy 2. Cảm ơn bạn mới tặng hoa này nha. Rồi, khi điều khiển xe ô tô trên đường trơn thì làm gì? Cái thứ nhất là mình không được đánh lái ngoặt hoặc phanh gấp. Các bạn đi trên đường trơn thì các bạn lưu ý giùm thầy, không đánh lái ngoặt hoặc phanh gấp, nhớ nha. Đường trơn là mình không được thắng gấp, đúng không? Thắng nó trơn rồi sao? Tôi đâu có ngu, đúng không? Đổ dầu ăn xuống đường các bạn thắng thử rồi các bạn té không, đúng không? Đơn giản thôi, mình chỉ cần biết đường trơn là không được thắng gấp vậy thôi. Rồi, ở đây đáp án nó ghi là tăng tốc độ, đúng không? Là sai. Bật đèn pha, trời ơi, chạy xe mà kêu người ta tăng tốc độ bật đèn pha là sai rồi. Bật đèn chiếu xa, trời đất ơi, chạy xe mà kêu người ta bật đèn chiếu pha gì cha, mình giảm tốc độ thôi. Hai đó sai rồi thì mình chọn đáp án 1 thôi, khỏi cần đọc đáp án 1 luôn nữa, đúng không? Rồi, người ngồi trên xe, ok, trời ơi, trời, giờ này đừng có gọi bạn ơi. Người ngồi trên xe ô tô thực hiện thao tác mở cửa như thế nào? Cái thứ nhất là các bạn xuống sửa xe, bạn làm gì? Quan sát tình hình giao thông phía trước, không cần quan sát phía sau. Ôi là trời, mình ngồi trên xe hơi, mình quan sát phía trước, không cần quan sát phía sau, mở cửa cái đùng ra là xe nó máng vô cái cửa liền, nhớ nha. Nó ghi không cần quan sát phía sau là tầm bậy rồi, nhớ nha các bạn. Trời ơi, trời, nó chỉ lực mình sai quá, sai luôn anh em ơi. Đúng chưa anh em? Ai thầy bấm lộn đáp án nha, sorry anh em nha. Đáp án 1 đúng mà thầy bấm lộn đáp án 2 nha. Tại vì thầy lo giải thích cho các bạn thấy chữ không này nè, rồi kích chuột vô chữ không á. Câu này đáp án 1 đúng nha anh em, không cần quan sát là sai nha. Quải thầy, trời đất ơi, bình thường tụi em thì bấm lộn chuột có gì đâu mà căng như vậy. Rồi, gạt nước lắp trên ô tô phải như thế nào? Gạt nước lắp cho ô tô thì mình phải đầy đủ số lượng. Cái thứ hai là lưỡi gạt không quá mòn thì mình chọn đáp án cả hai ý nha. Mì hảo hảo ha anh em, ok, mì hảo hảo luôn. Rồi, câu 20, anh em nhìn thấy cái hình này là cái gì? Áp suất lớp không đủ, nhớ nha. Cái gì vậy trời, tự nhiên là phạt thầy đi uống bia ôm, thầy bao tiền tiếp, cái gì vậy? Rồi, ở đây là mình chọn là áp suất lớp không đủ nha anh em, nhớ nha. Cái gì mà phạt thầy đi uống bia mà bao tiền tiếp gì đâu đây nữa vậy. Rồi, biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào? Câu này là 80% anh em dễ bị sai nè, nhớ nha, nhớ nha. Đúng rồi đó các bạn, các bạn cũng giống như thầy thôi, đôi khi các bạn vô phân tích cái đáp án đó đúng nhưng mà khi cái tay mình bấm đáp án đó sai.
đúng chưa? Có ai bị giống thầy không? Là nhiều khi mình nói là đáp án một đúng đó, nhưng mà không biết sao mình lít chuột cho đáp án hai sai nữa, không biết lý do luôn á bạn. Rồi ở đây, khi nào xe gắn máy được phép đi vào thì mình chọn cái gì? Chọn cả hai, nhớ nha. Khi anh em chỉ cần thấy giùm thầy hỏi là xe gắn máy được đi thì mình chọn cả hai ý hết, ý ba, cả ba ý cũng chọn luôn, cả hai ý cũng chọn luôn, nói chung là có cả là chọn hết. Đúng rồi, xe máy nó khác xe mô tô, tại vì cái câu hỏi nó hỏi xe gắn máy mà, cái biển này là biển cấm mô tô hai bánh đâu phải cấm gắn máy đâu. Rồi câu 22, anh em nhìn thấy cái dạng ba hình tròn đỏ đi chung nhớ không? Cái mẹ bữa thầy chỉ cho các bạn rồi, các bạn nhớ không? Đáp án biển 1 và 3 nằm ở đâu thì mình chọn đáp án trên đó là đúng, nhớ nha. Nhìn cái chữ biển 1 và 3 nằm đáp án mấy là mình chọn đáp án trên đó là đúng. Chẳng hạn câu này, đáp án biển 1 và 3 nằm đáp án số 4 rồi, thấy chưa? Mình chọn đáp án số 3, khỏi suy nghĩ đắn đo dài dòng còn chần chờ chi nữa. Đúng không bạn? Đó, mình chỉ cần nhớ vậy được rồi, chần chờ làm gì nữa. Đây, trong sách mẹ này nè, thấy không? Có chú thích cho các bạn rất rõ ràng nè. Gặp ba hình tròn đỏ cấm dễ hướng và quay đầu đi chung thì chọn đáp án nào trước đáp án biển 1 và 3. Ví dụ biển 1 và 3 nằm đáp án 2 thì chọn đáp án 1, thấy không? Chú thích rất là rõ ràng và cặn kẽ cho các bạn luôn. Ở đây biển 1 và 3 nè, thấy chưa? Đó là mình chọn đáp án này là đúng nè, thấy không? Chọn đáp án ở trên là đúng. Thầy có bán sách này luôn nha. Bạn nào muốn mua thì nhắn tin giùm thầy trực tiếp qua Zalo này nha. Xe mô tô là xe mô tô, xe gắn máy là xe gắn máy. Không có chuyện xe mô tô là xe gắn máy. Đó, số Zalo của thầy đó, bạn nào mua thì các bạn Zalo với thầy nha. Đó. Cái con chó thiệt chứ, bữa nào thầy á không nhắn tin TikTok anh trả lời không có được nha các bạn. Các bạn nhắn tin qua Zalo á để chữ mua sách. Nhân chừng 2 giây chia sẻ giúp thầy anh em nhắn tin chữ mua sách là được rồi. Anh em đừng có gửi kết bạn với thầy, tại vì gửi thầy không có đồng ý kết bạn với mấy bạn được, tại cái Zalo thầy là bị đầy kết bạn rồi. Đó. À, có vậy. Mà bà mới nấu gì cũng được chân á. Rồi. Okay. Sách là 220 nha các bạn. Ok, mua file cũng được nha. Các bạn mua file thì các bạn chuyển khoản qua cho thầy thì thầy gửi file cho các bạn nha. Còn bạn nào ship code thì bên cũng chuyển khoản cho bên thầy, thầy gửi sách cho các bạn nha. Tại vì bên trên đây like thì thầy like lúc nào cũng có một hai thành phần người ta ghét mình, người ta phá mình nên người ta đặt để phá thầy, biết không? Nên các bạn thông cảm cho thầy, vì sao là thầy bắt các bạn phải chuyển khoản trước là như vậy, chứ thật sự không có bao nhiêu tiền hết. Còn những bạn nào mà nhắn tin nói lỡ chuyển khoản rồi thầy không giao sách thì sao, thì các bạn, những bạn nó không có xem cái kênh của thầy thường xuyên nha, nhớ nha. Ở đây không có ai mà rảnh đến nỗi mà chỉ có 100-200 ngàn của các bạn mà thầy nhận xong rồi thầy không có chuyển cho các bạn là không có chuyện đó đâu nha. Người ta theo cái kênh thầy học hàng ngày nên người ta biết. Rồi, đăng ký học lái bao nhiêu hả? B2 là 13.9 triệu, còn C là 14.9 triệu. File hay là sách cũng vậy nha, các bạn lấy file hay lấy sách gì nó cũng như nhau, anh em nhớ nha. Thầy ơi, gọi em có gì không thầy? À, danh bên Trà Vinh đúng không? Danh em chụp hình cái giấy chứng minh dưới mà cái một cái tấm hình chân dung gửi qua cho anh liền, anh lên hồ sơ cho em nghe danh ơi. Hôm bữa em chưa gửi giấy chứng minh, anh chưa có lên cái hồ sơ được đó danh. Chụp một tấm hình ngồi chỗ cái góc tường, đừng có lấy cái ổ điện nha. Đừng có dính cái ổ điện vô nghe nha. Rồi, thầy hết ho rồi. Ok, rồi sang câu 23. Khi anh em biển này có ý nghĩa như thế nào? Nhớ nha. B2 chỗ thầy chỉ 13.9 triệu thôi là học lấy bằng rồi, không có phát sinh gì nữa. C là 14.9. Rồi anh em thấy cái biển ghi cái gì? 70 ban đêm và nó ghi giờ, tức là cái gì? Đó. Cái gì? Rồi anh em nhớ là tốc độ tối đa ban đêm cho phép mình chạy nha. Mua sách thì các bạn nhắn tin qua Zalo cho thầy, đây là số Zalo của thầy nè các bạn. Các bạn nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho thầy nha. Thầy Di dạy lái xe, chỉ có một nick duy nhất nha. Có nhiều đối tượng nhắn tin cho các bạn nói là bên nhân viên bên thầy Di, là thật sự không phải nha các bạn. Thầy chỉ xài có duy nhất một nick thầy Di dạy lái xe, đúng cái số điện thoại đó nha các bạn. Rồi tốc độ tối đa cho phép về ban đêm chạy 70 km/h nha. Rồi sang câu 24. Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào? Không được đi vào, mô tô hai bánh không được đi vào thì biển này nó cấm hai bánh nè, thì mình chọn biển 2 đi, đúng không?
cái sách mẹo đó bao đậu không thầy? Trời ơi thầy sao dám nói một câu bao đậu, ăn thua do các bạn thôi. Thầy chỉ dạy mẹo cho các bạn dễ hiểu thôi, còn thi đậu hay không là do các bạn nữa, một phần tâm lý các bạn nữa. Rồi, trong các biển dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc? Bắt đầu đường cao tốc là biển nào anh em? Biển xanh ha, nhớ anh em ưu tiên biển xanh nha. Bắt đầu đường cao tốc là anh em ưu tiên biển xanh. Rồi, câu 26, biển nào là biển hết đoạn đường ưu tiên? Hết đoạn đường ưu tiên là biển số 3, có cái vạch đen gạch ngang tức là hết đoạn đường ưu tiên, biển số 3. Câu 27, biển nào là biển giao nhau với đường hai chiều? Nếu mà các bạn vô mà gặp cái câu này, các bạn không biết cái biển giao nhau với đường hai chiều là biển nào, các bạn chỉ cần biết hai biển giùm này thôi. Biển thứ nhất là biển này, biển cùng cấp. Các bạn phải nhớ biển này là biển cùng cấp. Biển này là biển cái gì? Cái ly nó ngửa lên là cái gì? Đường đôi, đúng không? Nè, đây là cái ly. Cái ly nó ngửa lên là đường đôi. Cái ly mà nó ụp xuống là kết thúc đường đôi, đúng không? Cái hình này cái ngửa lên là đường đôi. Thì hai cái biển này đâu liên quan gì hai chiều, đúng không? Mình chọn biển 1 thôi. Anh em chỉ cần nhớ biển đường đôi với biển cùng cấp là anh em làm được nhiều câu lắm á. Rồi, biển nào hay xảy ra ùn tắc giao thông? Ùn tắc giao thông là biển số 2, đúng không? 3 4 xe nó cứ dồn lại chỗ là ùn tắc giao thông, đúng chưa? Quá rõ ràng và hợp lý rồi, còn gì nữa. Rồi, biển này là ý nghĩa gì? Anh em 80% anh em nào mà cái tính mà hay không đọc câu hỏi mà hay hấp tấp hay nhanh gọn lẹ là vô gặp biển này là đánh sấm sét liền. Đúng chưa? Có ai sai câu này không? Những anh em nào mà cái tính tình mà hay hấp tấp mà hay nhanh gọn lẹ là vô thấy cái hình này quất cái sấm sét cái ầm liền là mình đi núi luôn. Nhớ nha, chọn sấm sét là sai nha. Gặp sét đánh làm ơn né ra giùm nha. Đó, có người comment đáp án 1 nữa kìa, thấy chưa? Nhớ nha, gặp thấy cái hình sấm sét này là mình bỏ đi, cái chữ nào sét đánh là mình né ra nghe. Né đáp án nào có chữ sét đánh ra. Người ta gặp sấm sét ta sợ muốn chết mà mấy ông cứ lao lao vô hoài. Nhớ nghe, người ta gặp sét đánh người ta chạy muốn chết, mấy ông cứ đi chọn à. Phái sấm sét lắm hả? Rồi, ba cái hình tròn màu xanh đi chung với nhau, các bạn còn nhớ cái mẹo thầy chỉ các bạn không? Luôn luôn chọn đáp án 3. Thấy ba hình tròn màu xanh này là đánh đáp án 3 trước đi rồi tính sau. Khi nào mà các bạn đọc lại câu hỏi, khi nào trong câu hỏi nó có chữ không thì mình chọn số 1, nhớ nha. 0101. Đó, khi nào trong câu hỏi có chữ không thì mình đổi lại đáp án 1, còn câu này nó không có thì mình để luôn khỏi sửa. Chọn đáp án 3. Đó, vậy thôi. Rồi, ở đây gặp dòng xây thì mình làm gì? Bắt buộc phải đi theo. Nhớ nha, gặp dòng xây đến bắt buộc. Tại vì gặp dòng xây thì mình phải bắt buộc đi theo dòng xây chứ. Rồi, ở đây anh em còn nhớ cái mẹo thầy chỉ các bạn không? Lấy cái tay để ngay chính giữa. Rồi, các bạn coi câu hỏi nó hỏi cái gì. Nó hỏi có chữ bên phải nè, thấy chưa? Bên phải là hình số mấy? Bên phải là bên đây, đúng không? Bên trái là bên đây. Thì câu hỏi nó hỏi bên phải thì mình chọn bên đây là số 3, biển số 3. Rồi nó hỏi bên trái thì mình chọn biển số 1. Còn chừng nào nó hỏi vừa có trái vừa có phải thì mình chọn biển số 2 luôn. Đây, gặp xe công an, đúng không? Các bạn còn nhớ số thứ tự điếm theo thầy không? Đây, 1, 2, 3, 4, chọn đáp án 4. Gặp xe công an điếm số thứ tự bên đây trước, ở trên trước nè. 1, 2, 3, 4, đó thấy chưa? Chọn đáp án 4. Xe công an ngay vị trí số 4, chọn đáp án 4, vậy thôi. Rồi, gặp cái dòng xe như thế này thì mình lấy từ xe nhỏ điếm qua. Bắt đầu là mô tô nè, rồi tới xe tải.